chào tất cả các thầy cô. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các thầy cô cách làm một cái video trên PowerPoint để dạy online. Trước tiên là các thầy cô sẽ hoàn thành tất cả các slide ở trên này. Sau khi các thầy cô hoàn thành xong thì mình sẽ đi vào cái thu âm. Các thầy cô sẽ vào cái slide sau. Rồi, các thầy cô sẽ tiếp tục vào record slide sau. Ở đây nó sẽ có hai cột. Cột thứ nhất là mình sẽ thu âm bắt đầu từ cái trang đầu tiên. Cái thứ hai là mình sẽ thu âm từ cái trang mà mình chọn. Rồi, ở đây mình sẽ thu âm từ cái trang đầu tiên. Rồi. Xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang chủ đề 1, đội hình đội ngũ. Bài 1, tư thế đứng nghiêm và đứng nghỉ. Sau khi các thầy cô nói xong thì các thầy cô sẽ bấm dấu cách để chuyển sang cái slide tiếp theo, hoặc là ở trên này nó có cái nút next để chuyển sang cái trang cái slide tiếp theo. Về mục tiêu bài học thì tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể, tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi. Rồi, sau khi các thầy cô thuyết trình xong cái phần slide của mình thì các thầy cô cứ tiếp tục bấm dấu cách hoặc là bấm cái chữ next ở đây để cho tiếp tục để cho cái video để cho cái slide tiếp tục chuyển để cho nó tiếp tục chuyển sang cái slide mới và mình tiếp tục chỉnh lại. Rồi, sau khi các thầy cô thuyết trình xong thì các thầy cô bấm close và nó sẽ tự lưu. Và sau khi các thầy cô thu âm xong thì phía bên góc phải màn hình nó sẽ có một cái loa, thì các thầy cô bấm vô đây và các thầy cô nghe lại. Rồi, sau khi các thầy cô đã ghi âm xong, cảm thấy cái slide này âm thanh nó không được tốt hoặc là nó bị sai, các thầy cô nói sai hay gì đó thì các thầy cô sẽ bấm vô cái slide này. Bấm vô cái slide mà các thầy cô cần thay đổi. Các thầy cô sẽ bấm vô record slide sau. Các thầy cô tiếp tục bấm vô cái cột thứ hai, đó là cái slide này nó sẽ đè lên. Khi mình bấm vô cái này thì cái thu âm của mình nó sẽ đè lên cái thu âm cũ. Và sau khi các thầy cô đã thu âm xong thì các thầy cô tiếp tục bấm close thì nó sẽ tự tắt và nó sẽ tự 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 lưu cho mình. Rồi. Và sau khi các thầy cô đã thu âm hết được tất cả các cái slide của mình rồi thì bây giờ các thầy cô sẽ làm bước tiếp theo, đó là xuất file ra thành một cái video. Các thầy cô sẽ vô cái file này, bấm lưu và share, lưu và gửi á, thì các thầy cô sẽ xuất ra cái file. Muốn xuất file video thì các thầy cô sẽ vô create video, nó sẽ xuất ra một cái file video cho mình. Các thầy cô sẽ bấm vào đây và thì các thầy cô tiếp tục bấm vào create video. À, các thầy cô sẽ chọn cái chỗ để mình lưu cái video này lại và các thầy cô sẽ bấm lưu và tự động nó sẽ lưu cho mình. Và cái thời gian nó lưu cái video này nó rất là lâu nha các thầy cô, mình phải đợi.